Cục Hàng không Việt Nam đang nghiên cứu phương án xây dựng các đường băng cho sân bay quốc tế Vinh theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay quốc tế Vinh sẽ kéo dài đường băng hiện tại từ 2.400m lên 3.000m và xây dựng một đường băng mới cắt chéo đường băng cũ. Việc kéo dài đường băng cũ sẽ cho phép sân bay đón các máy bay lớn như Airbus A350 và Boeing B787. Dự án mở rộng sẽ bắt đầu trước năm 2030, trong khi đường băng thứ hai dài 3.000m sẽ được xây dựng từ năm 2030 đến năm 2050. Thiết kế đường băng chéo nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình thành phố và tránh việc các chuyến bay cắt qua trung tâm thành phố trong quá trình cất hạ cánh. Sân bay quốc tế Vinh sẽ trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam có hai đường băng chéo nhau.